Mến chào anh chị và các bạn đến với kênh Bất Động Sản Biển Xanh. Chúc anh chị ngày mới nhiều năng lượng, bình an và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Đây là tuyến đường trục chính TC3 trong lòng khu đô thị Cát Tường Phú Sinh thuộc địa phận của xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách trung tâm quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh là 35 km. Đây là một tuyến đường huyết mạch kết nối tỉnh lộ 9 thông ra đường nhựa Lục Viên, thông ra tỉnh lộ DT823. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và dẫn anh chị mình xem một sản phẩm ký gửi mới, một lô đất đẹp nằm đối diện công viên Thời Gian. Và đây là con đường trục chính TC3, đường to và rộng. Lô đất ngày hôm nay thì cô chú chủ đất đang cần tiền xoay sở công việc gia đình. Chính vì thế mà có một mức giá cực kỳ là rẻ, một mức giá bán lỗ lấy tiền xoay sở công việc. Ngày hôm nay là một lô đất hướng chính đông, cực kỳ là mát mẻ anh chị nhé. Đối diện xéo xéo là một công viên Thời Gian. Và diện tích lô đất ngày hôm nay là ngang 5m, dài 20m, một diện tích rộng. Để cô chú anh chị mình an cư lập nghiệp, xây nhà nó sẽ rộng rãi, thoải mái. Hoặc là những anh chị mua để đầu cơ, đầu tư sinh lời, thì đây cũng là một vị trí đẹp để chúng ta quan tâm. Ngang là 5m và dài là 20m anh chị nhé. Nằm kế bên nhà hàng xóm đã xây rồi. Vỉa hè trước đất rộng 4m và lòng đường nhựa là 10m. Một vị trí rất là đẹp để chúng ta đầu tư. Và cô chú chủ chốt với giá là 1 tỷ 450 triệu. Đây là một mức giá hiện tại đang rẻ nhất trên con đường trục chính TC3 này. Và trên con đường này thì hiện tại cũng không có sản phẩm anh chị nhé. Lâu lâu xuất hiện một vài vị trí do chủ đất cần tiền thì mới bán. Và lô này cũng vậy, do là cô chú chủ đất đang cần tiền nên là bán gấp với một mức giá cực kỳ là rẻ. Chốt 1 tỷ 450 triệu sẽ bao trọn gói sang tên. Nên là cô chú anh chị nào mình đang xem video này của em, thấy nó phù hợp với tài chính và nhu cầu của mình đang tìm kiếm, thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline trên màn hình để em gửi hình sổ hồng cho cô chú anh chị mình xem, cũng như là dẫn mình xem đất thực tế anh chị nhé. Vị trí ngay đối diện xéo xéo là công viên Thời Gian, một vị trí cực kỳ là đắc địa để chúng ta sở hữu, an cư lập nghiệp hoặc là để dành đầu tư đầu cơ sinh lời. Sổ hồng riêng có sẵn, pháp lý minh bạch rõ ràng, chúng ta mua là công chứng liền tay. Phong thủy của lô này là hướng đông, vỉa hè trước đất rộng rãi, đường nhựa to. Cho nên đây là một vị trí đẹp, mức giá phải chăng phù hợp để chúng ta mua. Anh chị và các bạn mình quan tâm thì hãy nhanh tay kết nối với Biển Xanh nhé. Còn bây giờ thì em xin được kết thúc video này tại đây. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.